Đây là một ly cà phê không lắc. Và sau đây em sẽ lắc thử cho các anh chị xem coi là một ly cà phê không lắc và một ly cà phê có lắc nó sẽ khác nhau như thế nào nha. Vô thôi các anh chị. Đây, em sẽ bỏ cà phê vào đây. Và chúng ta sẽ đợi nắp lại, lắc. Các anh chị chuẩn bị quan sát này các anh chị ơi. Wow, đó. Và đây là một ly cà phê đã lắc. Thì theo như các chị thấy, cái đầu tiên là về lớp bọt nè. Nó dày hơn nha. Nhìn ly cà phê nó nhìn hấp dẫn hơn các anh chị ơi. Thì bên em đang có 3 loại bình với 3 loại kích thước khác nhau nha. Đầu tiên là một bình 350ml này. Bình thứ hai là 500ml. Và bình to nhất là 700ml nha. Đó, cho các anh chị có thể lựa chọn chiếc bình nào phù hợp với mình nha.